chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa, cũng lạnh lắm, ướt hết luôn. Cái là bạn mới bảo là bây giờ cho bạn mượn cái tay, thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn. Rồi, dạ, dạ. Đó là từ đó trở đi là quen, chứ không có tỏ tình, cũng không nói câu gì hết, là chỉ vậy thôi. Bé nhà của em á, gọi đây là bằng chứng. Tức là bình thường đó là ba ha, ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm ba. Ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ của ba. Chứ đây là những cái tấm thiệp mà những cái gì mà ông xã không biết cho em á, là em có giữ lại tới bây giờ luôn. Thì đây là con, hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba. Đây là ba là người của mẹ, chứ là mẹ là người của ba, đúng không? Đây bà con coi nha. Trời ơi, phu thê nè. Phu thê ha. Rồi, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nghe. Dạ. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thành Hy. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của Hy là gì? Công việc của em là vợ chồng em đang kinh doanh tự do. Dạ. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Hiền Vi, em cũng 34 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Shop nhỏ của tụi em là shop Hy Vi ở 114 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức nha mọi người. Nhưng mà bán cái gì nè? Dạ, shop em bán chăn ra gối, ngũ cốc và tinh dầu nữa. Trời, gần nhà luôn, còn gần vườn quá. Bây giờ hai vợ chồng em, bây giờ kể anh nghe đi, coi như là hai em là quen nhau từ khi nào? Lần đầu tiên gặp nhau, hai bốn con mắt nhìn nhau có sạc tia lửa điện hay không? Ấn tượng gì về nhau? Dạ, tại vì tụi em bằng tuổi á, cho nên là tụi em học chung từ hồi cấp 2 rồi. Thanh mai trúc mã. Dạ, học chung từ hồi năm lớp 7 á. Nhưng mà em thì ấn tượng với bạn này thì phải cuối năm. Tại vì lúc đó là em làm ban cán sự lớp, em làm lớp phó. Nhưng mà có một cái là mấy bạn cán sự lớp là hay mắng vốn, là cái bạn trai ấy phía dưới này là bạn không có chịu đóng tiền quỹ lớp. Dạ đúng rồi. Cứ chờ em phải xuống, em phải đích thân xuống em thu tiền. Thì mỗi lần em tới là em chỉ bảo là cho mình thu tiền quỹ là bạn đưa thôi. Nhưng mà không biết làm sao mà cứ cả năm trời, cứ mỗi lần cứ lớp mà thu quỹ hay thu gì đó là em phải xuống thì bạn mới đóng tiền. Thế là em có ấn tượng với bạn, nhưng mà ấn tượng cũng không có tốt. Tốt lại là ấn tượng không tốt. Dạ. Sao vậy bạn? Bạn cố tình vậy để cho bạn này đến thu tiền. Đó. Đúng không? Dạ. Hay sao? Em nhớ là cũng có đóng tiền quỹ, nhưng mà thường là em đóng cho tổ trưởng. Rồi tổ trưởng mới nộp lại, nhưng mà cũng có vài lần là em quên đóng. Dạ. Dạ. Nhưng mà nè, cổ giữ không? Trong lớp thì cũng không có giữ lắm. Còn ảnh thì sao? Ảnh năng động không? Hay là hiền? Dạ, trong lớp là em không ấn tượng gì tới bạn này hết á. Nhưng mà cho đến cuối năm đó đó, trong lớp tự nhiên không biết sao có phong trào hay sao, mấy bạn nam bạn gửi thư tỏ tình cho em. Cũng mấy bạn luôn chứ không phải một bạn. Trong đó có ổng. Dạ đúng rồi, trong đó có bạn này. Từ đó là em mới để ý tới, rồi tự nhiên mình thấy cái tên quen quen, mình hay đi thu tiền, mình đòi nợ rồi đó, mình quen. Xong rồi bẵng đi nguyên một cái thời gian cấp 3 thì tụi em cũng thư từ qua lại, nhưng mà lâu lâu hỏi thăm thôi. Nhưng mà còn học chung trường không? Dạ không, học khác trường rồi. Thì tụi em lại có những người bạn mà trung gian. Cuối tháng 3 bạn mới mượn một cái dịp để đi thăm người bạn đi quân sự á, là bạn qua bạn đón em đi thăm. Chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa, cũng lạnh lắm, ướt hết luôn. Cái là bạn mới bảo là Vi cho bạn mượn cái tay, thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn. Rồi, chính thức. Dạ. Đó là từ đó trở đi là quen, chứ không có tỏ tình, cũng không nói câu gì hết, là chỉ vậy thôi. Rồi cái hôm mà em quyết định là em vòng tay bạn này ôm chặt lấy mình á, là trong đầu em nghĩ sao? Giờ tí dụ đi, ví dụ như em chắc ăn 100% chưa? Lúc đó là em cảm giác là rất là thích bạn này rồi. Coi như im lặng, một sự im lặng và cái gọi là cái vòng tay đó là không bị giật ra, đúng không? Thì sau cái đó là đến bao lâu rồi thì mới quyết định là đám cưới? Dạ 6 năm vậy. 6 năm sau. Em có qua nhà của Vi không? Em có qua nhà. Tức là bạn qua nhà nhưng mà bạn chỉ kiểu là đưa đón rồi đi học không, rồi. Nhưng mà có vô gặp phụ huynh không? Dạ không, bạn này được hàng xóm của em đặt tên là xe buýt di động. Tại vì cái thời dạ đúng rồi, cái thời mà em đi học á là đi học trên Sài Gòn á là toàn đi xe buýt không à. Cứ mỗi lần nói với ba mẹ là xin phép là con ra kia con bắt xe buýt đi học, ba mẹ khỏi lo. Mà cái hàng xóm qua chơi rồi này kia nói thấy nó bắt ngay đầu ngõ đó, xe buýt chạy tới đầu hẻm là đón luôn. Xong rồi mình con gái mà nhiều khi ai cũng nói là sao quen lâu mà họ người này người kia đồn ra đồn vô mà cứ nó hối ngoài à. Em mới vừa nói với bạn này thì bạn này mới về nói lại với ba mẹ mình, thì không ngờ là ba lúc mà được qua nói chuyện chơi thôi thì ba lại mời cả cô chú gì qua y như là làm đám hỏi luôn. Bỏ rượu vậy đó. Dạ, qua xong rồi cái ba em cái cũng vui vẻ quá, không biết sao nữa, cái tự nhiên định ngày cưới luôn. Ôi dạ cũng vui không, nhưng mà nó nhanh quá, đủ thời điểm rồi. Hỏi. Yêu 6 năm rồi. Rồi bây giờ tụi em đám cưới là tới về hôm nay nữa là bao lâu rồi? Tới nay là được 8 năm. Rồi dạ. Có em bé chưa nè?
Dạ rồi. Ủa nhưng mà bé là trai hay gái? Dạ con trai. Mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. Rồi trong 8 năm ở với nhau rồi, vậy thì bây giờ cái tật xấu của ảnh là gì? Tật xấu của ảnh hả? Nói chung là chắc em phải tóm tắt lại thôi. Tóm tắt lại đó. Dạ đúng rồi. Cái tật xấu đầu tiên á, nói chung là em thấy là giống như tính của anh á thì hơi gia trưởng, nhưng mà bù lại á thì ảnh lại trẻ con. Tức là ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ. Mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ, nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á nên là đôi khi có bữa em nấu, có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài. Thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại, hay là ví dụ như em không bận việc, em không ăn cùng một lúc á, là anh sẽ không ăn, anh nhịn đói luôn. Anh nhịn đến chờ, nếu mà có vợ mà bận việc á thì anh nhịn hoài vậy, đến lúc mà anh nhịn không nổi, anh đói quá cái đầu anh quạo, anh nhắn tin. Anh nhắn tin, anh la, anh rầy. Chờ giống mà như là một bé trai lớn tuổi. Dạ. Chỉ có cái tật xấu đó thôi đúng không? Dạ không còn nữa. Vậy thì tính của anh thì hơi cả nể. Đối với người ngoài á, người ta làm cái việc gì á mà có lỗi hay là chưa đúng á, đều là có lý do của người ta hết. Và ảnh đều có thể biện bạch cho người ta, bỏ qua cho người ta. Nhưng riêng đối với vợ á, vợ mà làm cái gì sai cái là ảnh sẽ khó chấp nhận. Đôi lúc mình là phụ nữ mình cũng hơi bị ganh tị, tức là không phải là ghen, nhưng mà em sẽ hơi buồn và hơi cảm thấy ganh tị. Ừ sao lúc em làm như vậy thì anh lại trách em, mà lúc người ta làm như vậy thì anh lại có thể suy nghĩ được cái hướng tốt cho người ta. Và cả một cái cuối cùng nữa là từ lúc mà có con á thì tụi em mới quyết định là ngưng hết, tụi em ở nhà tự kinh doanh tự do. Bây giờ là làm thêm cả cái công việc, nói chung là cũng có lao động tay chân cũng nhiều, nên đâm ra là ảnh hơi cực. Thì chính cái cực đó đôi khi làm cho ảnh hơi cau có đó. Kiểu như là khi mà mình chi tiêu hoặc mình làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như thay vì như công việc văn phòng thì mình sẽ thoải mái hơn. Đó đôi khi nó cũng có là một cái áp lực cho em. Hai người bất đồng quan điểm trong cái cách mà hưởng thụ cuộc sống. Thôi chút xíu mình nói chuyện đó đi. Bây giờ sẵn đây là em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Phải là điều đó hay không? Dạ đúng rồi. Còn em đó, giờ vợ mình thật xấu gì? Thật xấu thì tính nóng. Nóng vậy, tính nhưng mà có bộc lộ ra ngoài đúng không? Nhiều khi cũng thể hiện cái vẻ khó chịu ra và làm người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ? Chỉ là hơi xị mặt xuống thôi. Hơi xị mặt. Dạ. Có đập đồ đập đạc không? Cũng có, nhưng mà trước giờ chỉ có một hai lần thôi. Dạ. Giờ hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạy con á thì em thấy dạy cũng tốt, nhưng mà hơi lớn tiếng, la nhỏ rất là nhiều. Cũng thích mua hàng online, nói chung là cũng chi tiêu thoải mái về cái khoản mà hay lướt Facebook và thấy cái gì hay là mua. Dạ, đặc biệt là đồ ăn. Dạ, cũng mua nhiều, cũng ép em ăn, nhưng mà em ăn sao cũng không mập, mà cuối cùng là vợ em là người mập. Sao láng luôn. Dạ. Dạ. Còn gì nữa không nè? Vợ em thì không có chân diện lắm, thì cũng hơi xề xòa chút. Em muốn vợ em sau này cũng thay đổi về ngoại hình chút xíu. Tại vì tụi em sống với nhau thời gian cũng rất là dài rồi, tụi em cũng cần một cái gì đó nó hơi mới mẻ một chút. Dạ. Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạy con á thì nói chung là bớt lớn tiếng xíu, để nói chung là em cũng sợ con nó bị ảnh hưởng. Bây giờ hai đứa đang ở trong một cái tình trạng là như vậy, một cái thói quen nó quá lâu. Hai bạn đều có một cái mong muốn nó rất là đúng, là bạn thì mong muốn là có một cái sự thanh xuân trong cái tình yêu như là tình cảm vợ chồng. Còn bạn thì lại muốn là mình phải tận hưởng cái cuộc sống này. Thì hai bạn đều có hai quan điểm rất là tích cực trong cái chuyện đó, mà hai bạn phải lưu tâm về cái mong muốn của đối phương của mình ở cái điều này. Cái quan điểm của vợ em phải hưởng đi. Em đừng có để đến lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe của mình nữa. Thì trong cái việc mà em đồng ý với quan điểm của vợ thì nó kéo theo cái việc là cái điều em mong muốn là nó sẽ thành hiện thực. Có nghĩa là mình sẽ tìm được cái thanh xuân trong cái tình yêu của mình. Tự nhiên lúc đó vợ chồng cảm thấy nó cảm dạ, xúc nó rồi sẽ thay đổi về nhau. Dạ. Thời gian này tụi em phải hưởng. Dạ. Nha cưng. Dạ. Thay đổi đi. Cố gắng. Thay đổi dạ, đi. Dạ. Rồi. Ủa rồi thằng bé đâu? Dạ. Thằng đi có dẫn bé theo đúng dạ, không? Dạ có. Rồi dạ. Mà lên sân khấu luôn. Ôi oh, trai đẹp trai quá vậy. Vô giữa đứng nè. Con vô đây, con vô đây nè. Ồ. Con cầm cái gì đó? Con gửi quà tặng cho hai bác. Trời ơi, hai bác có quà luôn á hả? Để coi. Đâu nè nè. Trời ơi. Con chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc. Con chúc thế giới sẽ bình an. Con chúc ba không mẹ còn dịch bệnh con. Corona. Dạ. Và đây là trái con. Tim. Trái tim có chữ vợ chồng son. Con là con tên là Đức Anh phải không? Dạ. Đức Anh vẽ nè, Đức Anh có ghi cái bút ký của mình Đức vô luôn. Đức Anh. Đây mọi người, đây. Rất là đáng yêu. Rồi bây giờ cái này gì đây? Cái này là món quà mà ba mẹ dành tặng cho ba. Cái món quà này á là bé nhà của em á gọi đây là bằng chứng.
Tức là bình thường đó là ba ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm. Ba ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ của ba, chứ đây là những cái tấm thiệp mà những cái gì mà ông xã viết cho em á là em có giữ lại tới bây giờ luôn. Thì đây là con, hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba. À, đây là ba là người của mẹ chứ không phải là mẹ là người của ba, đúng không? Đây bà con coi nha, đây là tấm thiệp nghe. I love you nè, có chữ I love you. I love you nè, rồi happy valentine nè. Trời ơi, rồi hình nữa nè. Đây là những cái kỷ niệm, kỷ niệm của Hy dành cho Vi. Phải quý lắm em ơi. Bạn này đừng có ảo tưởng là bạn này cua bạn nghe. Rồi Đức Anh ơi, hôm nay nhân dịp Tết đến là con đến đây thì con có món quà tinh thần nào để gửi tặng cho chương trình cũng như gửi tặng cho ba mẹ không? Dạ có. Con đã chuẩn bị một bài rap. Một bài rap luôn. Ủa hay quá. Ra đây. Hai con đọc. Ra đây giữa luôn. Làm tặng cho con. Bài viết của hai bạn rồi cho con luôn hả? Rồi. Bắt đầu. Cho ra ngoài. Đây đây qua đây. Hôm nay con đến đây để kính chúc ông bà cô bác vui lây, vợ chồng son là chương trình thật hay, làm cho gia đình con như muốn bay 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 bay. Năm mới vừa sang, con kính chúc cả thế giới được nhiều hạnh phúc, Corona sẽ không còn lúc nữa, mọi người bình yên sung túc. Hey, yo, oh. Đó, cái này là bên rap là vậy đúng không con? Thay mặt chương trình vợ chồng son, chú Quốc Thuận cảm ơn con đã mang đến một cái món quà hết sức là ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nha. Chúc con học giỏi nha, mai mốt sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc nha, luôn luôn vui vẻ và sống mãi bên nhau. Chị, em tên là Nguyễn Thành Long, em 36 tuổi. Hiện giờ em đang làm trưởng phòng kế hoạch. Em cũng xin được giới thiệu, em tên là Lê Thị Xuân, năm nay 25 tuổi, hiện em đang là học viên cao học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hai hoàn cảnh khác nhau vậy rồi các bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trước đây tụi em ở gần trong một cái dãy nhà trọ với nhau. Hôm đó thì một cái đêm tối năm 2007 thì khoảng chừng gần 11 giờ rồi, thì phòng trọ em là phòng đầu tiên, là phòng của một dãy trọ sau. Thì em đang ngồi nói chuyện với những anh em trong phòng thì tự nhiên nghe tiếng rút lột cột, một cái giọng rất là khó chịu, không biết nói cái gì em không rõ. Cái đi tới đi lui. Thì thanh niên có một chút xíu tò mò. Em lên gác và em nhìn xuống thì thấy có một cô bé tóc dài mang bút cao đi tới đi lui. Thật sự hôm đó là em đi cũng có đi chơi tại hơi khuya. Khi về đến nhà thì lại không có chìa khóa vào phòng, cho nên là đang rất là tâm trạng rất là bực bội. Em thò đầu qua hẻm nhìn, em kêu là em ơi, có cần anh giúp gì không? Em trả lời là không. Tại vì lúc đó tâm trạng cũng không được vui lắm. Thì em hơi bị sợ một xíu. Em bước qua nhà rồi em nghĩ không được, em rất là lì. Thế thì em bước thẳng ra, em hỏi em hình như là em mở cửa không được, em có cần anh giúp không? Thì khi đó thì em cũng chứng tỏ mặt ông chút xíu. Thế là em lấy sức mạnh vô, em không đang là sập cửa. Cảm xúc của em lúc đó làm sao? Dạ, trước tiên là cái hình tượng của anh ấy đập vào mắt mình là không đẹp cho lắm. Tại vì ảnh lúc đó ở trần, mặc quần đùi, mà cái quần nó có vẻ cũ, cũng hơi lỏng. Thì nó... Quần ta lỏng cũ mà hơi mỏng. Dạ, thì khi mà anh ấy dùng hết sức để phá cái cửa, thì là cái lực nó làm cho cái quần nó tuột hơn xuống một chút nữa. Rồi sau đó thì sao? Thì lúc đó thì em dù mặc dù có cố tránh đi nhưng mà cũng không thể nào mà không bị thu hút vào đó thì nó thuận đi nè. Em đúng. Hỏi những cái điều mà rất là khó xử. Không, cái này mới là thú vị nè. Sau đó thì như thế nào? Dạ, sau khi nhìn vào cái phần ở dưới anh ấy đang nhìn em. Dạ không, tức là lúc đó thì em phá cửa xong rồi thì em nhìn em đang chờ cảm ơn để làm quen. Thì lúc đó thì con này không có nhìn vào em đâu, nhìn xuống. Cảm ơn anh. Đúng không em? Vậy á. Tại vì cái quần em nó xẻ xuống mà xin lỗi là lúc đó em đang ở trên. Lúc đó là em chủ mưu như vậy hay là em giống như là em vô tình, tức là em không để ý bản thân mình, hay là em chủ mưu là em với một cái bộ dạng vậy để em mở cửa? Dạ, khi mà em cái ý định mà mở cửa giùm để là quen biết thì có, nhưng mà quên rất là nhanh ở trên. Cái đó là quên. Và nếu nói đến vụ trang phục á thì em đúng thật là ảnh không, thật sự em tin là ảnh thật sự là không có để ý tới trang phục bề ngoài của mình. Tại vì có một cái kỷ niệm rất là buồn cười như thế này. Có một lần mà khi tụi em đã quen nhau rồi, thời gian quen nhau cũng vài tháng rồi, thì hai đứa thường xuyên là rủ nhau đi ăn. Và có một hôm á thì quyết định là mua một cái pizza thật là to, nhưng mà không ăn trong tiệm mà sẽ ra ngoài cầu Thủ Thiêm để ngồi ăn cho mát. Sau khi mà chọn được một cái chỗ ngồi lý tưởng rồi á, bắt đầu mở cái bánh ra bắt đầu ăn á, thì lúc cúi xuống như thế này em ngước lên thì thấy anh ấy
lúc đó đó là trong trang phục là áo sơ mi quần kaki, mang giày bata rất là lịch sự, ngồi đối diện với em, ngồi xếp bằng. Thì em ngước lên thì mới phát hiện là dưới đáy quần của anh thủng một lỗ rất là lớn. Hai lần ấn tượng, lần đầu quá thì là một quần, lần thứ hai là một đường dài quần. Trời ơi, em gặp cao thủ rồi đó, em thấy chưa? Là sao nữa em? Dạ, em trước tiên là thấy hết hồn, sau là cũng mắc cỡ lắm. Miếng bánh pizza mình mới vừa cắn vô mình cảm thấy nó nghẹn lại luôn, mình nuốt không được. Nhưng mà giờ biết làm sao, em cũng không biết làm sao, lúc đó em cũng không có cách nào hết. Cô nhắc không? Cô nhắc không? Dạ em cũng không biết nhắc làm sao hết. Em không có kinh nghiệm. Rồi em lặng luôn hả? Xong rồi em cố nuốt xuống, em nhai gần như là gần hết miếng pizza rồi. Thì mới nói thỏ thẻ với anh, thôi mình về đi anh. Chỉ nói vậy thôi. Chúng thôi đứng đó hồi nữa là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vậy. Dạ. Rồi em không cảm giác em gì. Em không biết, tại em rất là, em và người em rất là bình dân. Cực tình, cô đi về, anh chở em về. Thì chở em chạy từ cầu Thủ Thiêm xuống tới đường Lương Cũ á. Em thấy khác trong người. Thấy sao? Thấy thoải mái. Thoải mái. Cái này thú vị nè. Không, thật ra cái em sao chị cảm thấy là nó có cái gì nó uẩn khúc ở đây nè. Tại vì nếu mà mát thì trong cái tư thế xếp bằng mới là mát. Ok, chị... mà em đã đứng lên rồi là nó bớt mát. Không, em sao vậy? Không phải, tại vì nếu mà chạy xe thì nó có cái lực gió ngược lại thì nó mát mát chứ. Dạ. Cái kia là mát mát, còn cái này bên nhật nhau quá rồi tiếp đi ạ. Em tại vì chị biết em là em làm xây dựng á. Em đi quanh năm suốt tháng thì toàn ở chung phòng là anh em trai với nhau không. Không bao giờ để ý tới quần áo như thế nào hết. Thì có lẽ chắc lâu quá nó mục. Em về em chạy chết, mắc cỡ quá đi, mắc cỡ lắm rồi. Em chạy nước mắt luôn hả? Em mắc cỡ quá chị ơi, không biết nói sao hết. Nói chung là cũng mới có tỏ tình với nhau thôi. Nhưng mà thật sự em cũng tính em thì vậy nhưng em không mắc cỡ. Em chở Xuân về, thì em lấy móc cái quần tre lên, em nói lại ba đứa em là hôm nay anh Long chết cái quần này. Cái người nó cho ba em coi. À, như vậy là tôi có thể khẳng định điều là người ta nói là ta yêu nhau ngay ngay cả những cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thì có thể là chúng ta sẽ ấn tượng từ nụ cười, chúng ta sẽ ấn tượng từ đôi mắt của đối phương. Nhưng tôi khẳng định với cặp vợ chồng này, lần đầu tiên gặp mặt nhau, ấn tượng của họ là gì? Càng một rồi. Rồi trong lúc mà cái gọi là yêu đương như vậy á, thì các bạn có những cái lần nào mà nó gặp sự cố giống như là ví dụ ăn pizza nữa không? Sau thời gian quen á, thì em là con út, thì lâu quá 34 tuổi chưa thấy có vợ. Thì gia đình mới hối, thì hôm đó em nói là người gia đình, người nhà gia đình em trên Di Linh á, xuống Sài Gòn thăm em. Thì nó Long, mày dẫn bạn gái ra đi, cho anh coi mặt coi, cho thím coi mặt đi. Thì em nói là Xuân ơi, đi ra gặp mặt gần gia đình anh. Không biết là gặp mặt xong rồi, những người đó im liền đi ra. Thì em nghe ba em ngoài phải nói với em là Long ơi Long, sao mà quen nhỏ sao xấu vậy? Thì ba em á thì tính rất là gia trưởng. Ba nói chứ, nếu mà mày lấy vợ xấu á, con mày xấu nè, cháu mày xấu nè. Em sợ quá thì em mới nói với Xuân nghe, nói em ơi chắc á là anh sẽ đưa em về nhà cho em gặp ba má của anh. Rồi cái bữa đi về gặp ba sao? Dạ anh, sau khi mà anh nói lại với em như vậy thì em buồn lắm, tự ái nữa, thì mới quyết định là hai đứa sẽ về ra mắt ba của ảnh. Thì khi mà vừa bước vào tới nhà thấy ba của ảnh thì em đầu tiên là dạ không chào bác, xong cười thật là tươi, cười hết sức của mình luôn, cười kềnh. Coi như là nụ cười dễ thương nhất của mình là có bao nhiêu là đem ra hết. Có nhớ là cái nụ cười lúc đó không? Dạ ví dụ là ví dụ như anh là ba anh là ba chồng của em đi, nó cười cười sao? Anh chào con. Dạ con chào bác. Lúc đó thì ba em là người lớn tuổi, trên 80 rồi. Khi mà Xuân nói con chào bác á, thì em thấy chân mày ba em nó giãn ra, ba em cười. Em quay qua thấy má em cười, chị thứ tư của em cười, em cảm thấy em thở ra rất là mạnh. Thì tự nhiên nói em nói là kiểu này là thắng rồi đó, thì thắng chắc rồi. Thì sáng thì em đó luôn á, ba nói là mày gọi điện thoại cho tao, xuống nhà anh chị với đó, tao nói chuyện, đúng ngày xuống là sáng dạng. À. Hay ha. Rồi như vậy là hai vợ chồng đến cái giai đoạn là kết hôn, rồi sau khi kết hôn mình như thế nào? Dạ sau khi kết hôn á thì cái vấn đề em thấy cái vấn đề khó khăn mà cũng trở ngại lớn trong cái cuộc sống như vợ chồng á, đó là về cái vấn đề cái sở thích ăn uống. Tức là sao? Anh ấy thì có sở thích là ăn những món thanh đạm thôi, không có chiên, không có xào, không có dầu mỡ gì hết,
Còn em thì ngược lại thích ăn ngọt, những món mà béo một chút. Vậy rồi cái lời qua tiếng lại là cũng hay cãi nhau chuyện đó. Tại vì chị biết khi mà mới về cuộc sống vợ chồng á, nó nấu ăn cơm ra ngồi ăn á, thì em có nói, em có là em ơi, anh thích ăn chiên xào lắm, anh ăn thấy cũng khỏe, em luộc cái thấp hay gì đó thì anh ăn đi. Nhưng mà từ cái có một bữa là gây nhau khó chịu nhau cái chuyện đó, ngay hôm sau chiên xào tiếp. Thì chị biết là em rất là thương vợ, mà khi mà vợ nấu cái đó bất cứ cái là anh ăn hết, ăn cho hết, rất nhiều lần như vậy ăn hết. Có bao giờ tức quá mà khóc chưa? Dạ có. Nhưng mà thường thường chắc có lẽ là giữa hai người em là người khóc nhiều hơn. Wow, ngạc nhiên chưa? Bây giờ thực ra thì đến thời điểm này á, nhìn hai bạn á, thấy cái sự mà yêu nhau còn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chắc chắn á là vẫn có những ước mơ để mà bạn đời của mình á phải thay đổi một chút. Bây giờ ví dụ như Xuân thế giờ ở Long á, thêm cái gì nữa hoặc bớt cái gì nữa thì hoàn hảo. Chồng em có một cái thói quen đó là đi vệ sinh rất lâu. Lâu là sao? 10 phút, 15 phút, 20 phút. Dạ, ít nhất là từ 45 phút mà dài nhất là 1 tiếng. Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Nhiều cái ngạc nhiên quá à, Long ơi. Phút là phút, dù chồng chơi internet hay sao? Dạ, lúc đầu em cũng ngạc nhiên giống anh Thuận, nhưng mà sau rồi thời gian ở chung thì thích nghi. Nhưng mà thích nghi thì thích nghi, nhưng mà nhiều khi mình cũng có nhu cầu. Cứ sáng ra ảnh ngủ dậy, ảnh vào nhà vệ sinh, ảnh ngồi từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì nhiều khi mình có nhu cầu muốn giải quyết không biết làm sao hết. Hỏi anh ơi anh xong chưa? Chưa. Anh ngủ trỏng vậy? Chưa xong. Lúc đó anh biết em phải xách xe chạy qua nhà bạn để giải quyết cái nhu cầu riêng. Đó là điều mong ước của Xuân về Long. Thế còn Long? Em thì từ lúc mà quen đến tới bây giờ thì thực sự ra hầu như tất cả mọi chuyện, mọi thứ em đều hài lòng với Xuân. Mà chỉ duy nhất có một cái, mà những cái mà làm cho em đôi lúc rất mệt là em phải ngồi mà em phải đi từ dưới từng trệt, xếp đồ lên tới trên lầu và bỏ vào tủ lại á. Có nghĩa là điều em mong muốn ở Xuân á là đừng có trải quần áo từ trên lầu xuống dưới lầu nữa đúng không? Tính tình bớt nóng lại một chút đúng không? Thực ra thì cái điều này á, cả hai bạn á, với cái này nó quá là tiểu tiết so với cái cuộc hôn nhân mà quá vẹn toàn của hai bạn. Tôi nghĩ rằng á, sau đây á, chắc chắn là hai bạn sẽ tự cảm nhận được cái điều mà người bạn đời của mình muốn. Và đó là một cái việc mà nó không khó tí nào đúng không? Đúng không dạ. Dạ em nghĩ là không khó. Và tôi nghĩ rằng là mỗi người bớt một chút, mỗi người thêm một chút thì hai vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu và mãi mãi. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn Xuân và Long. Dạ em xin cảm ơn chị. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi ạ. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ. Đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ, nha, vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là
tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó. Em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ gì đây nè. Và lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. Vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ ở Sài Gòn. Dạ tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn có thể gặp được chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời ơi, em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè đó. Dạ xong rồi một người á thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là em sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá là sợ rồi. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ đúng dạ rồi, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Dạ. Em là người Việt Nam. Em là thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mà nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không. Xong rồi hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy. Cái
anh cái em kêu thì em thấy giống giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là dạ dạ đâu. Thì là do anh là diễn viên mà, anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Mày chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói dạ. Với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ hả? Quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi à, hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói tiếng Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc. Cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi em. Dạ. Lâu vậy. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là anh chị Dân bật ngửa. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi, nhưng mà, nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà, ở ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình? À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó. Thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà. Dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ trẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ sống chồng với mẹ quá chồng. Chị nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn hả? Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi, vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm dạ. không?
Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. À, khoe ra thịt, khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói ra là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này. Đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết, nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm em nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Ông kia thầm cái ông Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Giới tính nó không được chắc chắn nha em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Không không, cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đi cứ khen tật tốt, không có kể tật xấu thật mà tốt. Cái đó là tật tốt nha. Rồi bây giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ảnh á.
chú vừa ý thôi. Chú vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh, con trai dạ. Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó? Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đúng không? Tại sao? Nó phải có tại sao? Lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta hãy thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về ông cái điểm? Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê, mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng. Bây rồi. Giờ nó thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, cả hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu. Yeah. Ram ram là một này. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà cái này nữa nếu mà không theo á là kiểu khó chịu giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được. Nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu yeah. người khác ngay mặt. Thấy sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận như dạ. bỏ nhiều đi. Khi trời nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ nhưng mà kiểu giống như em nói chứ em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình cũng có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy, ví dụ vợ nói vợ không thích xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó Ngọc Lễ đã rồi đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có lạc không. Dạ xong kêu chứ chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ nhìn vào mắt để vợ. Lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận?
thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng, tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ, có nhiều khi mà nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi thôi không? Dạ dạ có chị. Rồi có nhiều khi á, họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình, tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao thời chồng sao? Mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quê luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra, cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi, kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Okay. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ sao đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này đó nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Rồi nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý nhiều em còn... nhiều không hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. Xài hả? Đợi nãy giờ rồi mới được nói đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, và có là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở đâu rồi. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em gọi cầm là làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó vâng. Bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không ạ, chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đúng đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt không? Có. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mà áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ đó, mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó, mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí, mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì đợi em mới nói đó. Rồi tới em, rồi hiểu rồi. Bây giờ cải thiện chưa? Cải thiện rồi đúng không? Rồi. Cũng thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép.
Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm thấm lâu. Đúng không? Thôi em bắt đầu thay đổi cái. Không nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiếu đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, người ta đang bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mang giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần thì không ai giúp mình hết, em thì em kiểu em cũng nói em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm, ấy là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đó sao rồi. Dạ. Mình thấy đó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thật sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Đó. Nghe lời vợ chồng sẽ cảm ơn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Yeah. Yeah.